Thưa quý vị và các bạn, Phú Hiến là một địa danh lịch sử ở thành phố Hưng Yên. Vào thế kỷ 17-18, nơi đây từng là một thương cảng nổi tiếng ở Việt Nam. Lúc bấy giờ, Phú Hiến là một đô thị trải dài theo bờ Tà Ngạn sông Hồng. Ngoài kinh đô Thăng Long, Phú Hiến nổi bật là một đô thị đứng ở vị trí thứ hai. Bởi vậy mà dân gian có câu: thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phú Hiến. Nhân kỷ niệm 180 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập đảng bộ và 15 năm tái lập tỉnh, trong mục Tinh Hoa Phú Hiến ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu đôi nét về sự ra đời của Phú Hiến xưa. Kinh thành Thăng Long hơn 50 km, xuôi theo dòng sông Hồng về phía nam, trên roi đất gờ sông hơi cao này đã có cư dân sinh sống từ lâu. Họ chủ yếu là đánh cá và trồng lúa. Cái tên Bến Vạn, Chợ Vạn, tức Vạn Trài đã phản ánh tụ điểm dân cư vùng sông nước. Vào thế kỷ thứ 10, vùng Đằng Châu ở phía bắc thành phố Hưng Yên ngày nay vốn là một lãnh địa của sứ quân Phạm Bạch Hổ, đến thời Tiền Lê là thực ấp của Lý Công Uẩn. Có nhiều khả năng, tên gọi Phú Hiến lần đầu tiên xuất hiện vào cuối thế kỷ 15 trong công cuộc cải cách hành chính của vua Lê Thánh Tông. Tuy nhiên, phải đến thế kỷ 17, Phú Hiến mới trở thành một trung tâm chính trị, kinh tế, có nhiều mối giao lưu quốc tế. Lúc này, ở Phú Hiến có lỵ sở của trấn thủ xứ Sơn Nam, ti hiến sát xứ Sơn Nam, các trạm tuần ti kiểm soát thuyền bè trong và ngoài nước, một đoạn sông tấp nập các thuyền bè đi lại và đỗ bến, những chợ phố đông đúc, các thợ thủ công và thương nhân người Việt, người Hoa, Nhật Bản và phương Tây. Thưa quý vị và các bạn, đây là tấm bia được xây dựng năm Vĩnh Thịnh thứ 7 năm 1625 tại chùa Thiên Ứng, giải thích rằng đây là nơi đặt trị sở của Hiến Nam, án sát của một thừa tuyên. Hiến Nam lại là một đô hội giống như Trường An, kinh đô nhỏ của bốn phương. Biên lịch sử thời Lê cho biết vào năm Hồng Đức thứ 2 năm 1471 có đặt hiến sát cư ti, viết tắt là Hiến Ti, tại xã Nhân Dục, Phố Hiến. Phố Hiến xưa nằm sát bên bờ Tà Ngạn sông Hồng, nhưng do phù sa bồi đắp nên ngày nay đã ở cách dòng sông khoảng chừng 2 km. Trước đây, từ Thăng Long xuôi thuyền xuống Phố Hiến mất khoảng 2 ngày, ngược dòng lên kinh đô mất 3 ngày. Vị trí của Phố Hiến có vai trò đặc biệt quan trọng với các tuyến giao thông đường thủy thuộc hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình nằm trong vùng đồng bằng Bắc Bộ. Có kinh tế hàng hóa thì có đô thị là cái bộ mặt của nó và là cái nơi để nó tác động ngược trở lại cho nền kinh tế hàng hóa phát triển. Phố Hiến đã được ra đời ở trong cái điều kiện kích thích của lịch sử là nền kinh tế hàng hóa ấy. Cái vị thế liên quan đến cái nơi chỗ là trung tâm đồng bằng châu thổ, sông Hồng của Phố Hiến, của Hưng Yên ấy, ấy là cái thủy chế, đồng thời là cái sức chuyên chở, có nghĩa là sức sống, sức đào tạo, bồi dưỡng nên cái dân tộc, nên cái lịch sử, nên cái cư dân ở cái miền trung tâm đồng bằng châu thổ này đấy, chính là cả cái đỉnh của cái tam giác châu thổ sông Hồng. Sự ra đời của Phố Hiến, Hưng Yên ấy, là tùy thuộc và có cơ sở, thậm chí là có sự quyết định của cái việc hình thành cái đỉnh thứ ba của dòng sông Hồng như thế trong lịch sử, từ thời Hùng Vương đến đời Thăng Long và bây giờ là đến thời Phố Hiến. Chúng ta hoàn toàn có quyền nói về một thời Phố Hiến như thế. Cùng với các tuyến giao thương đường sông, các tuyến giao thương ven biển đã nối liền Phố Hiến với các thị trường xa hơn. Từ thời nhà Trần, các thương nhân người Hoa ở Xích Đằng đã có những mối liên hệ với các cảng hội chiều tỉnh Thanh Hóa,
Càn Hải và Hội Thống thuộc tỉnh Nghệ An. Thế kỷ 17-18, các quan hệ thương mại giữa phố Hiến và vùng Sơn Nam với các phố cảng đàng trong thông qua các khách buôn nước ngoài càng được tăng cường như các bến đò Phục Lễ, Phủ Thạch, Thanh Hòa, Thuận Hóa, Hội An. Qua hai hệ thống sông Đàng Ngoài và sông Đáy, phố Hiến còn bắt nhịp với các tuyến giao thương quốc tế ở Biển Đông như Nhật Bản, Trung Quốc, các nước Đông Nam Á cũng như các nước phương Tây như Hà Lan, Anh, Pháp. Phố Hiến thì nó không mang sắc thái nhiều của một cái thành phố hành chính, cũng như không mang sắc thái nhiều của cái thành phố bảo gọi là phòng thủ. Nhưng mà cái thương nghiệp ở đây nó phát triển, thương nghiệp ở đây nói cả nội thương lẫn ngoại thương, thì ít thành phố mà có được như phố Hiến. Người ta nói thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì phố Hiến, hay thời đó cũng có nói rằng là Đàng Ngoài phố Hiến, Hoan Diễn, Quỳnh Đôi. Quỳnh Đôi là một cái thành phố thuộc Diễn Châu của Nghệ An, cũng tương đối phát triển và có sau giao thương với phố Hiến hồi đó. Nhưng mà sự nổi trội ở Đàng Ngoài có lẽ là nhất là của phố Hiến. Thì ở đây cái đặc điểm của phố Hiến là thậm chí giai đoạn đó nó còn nổi trội hơn kẻ chợ Thăng Long, bởi là Thăng Long chỉ là nội thương, còn phố Hiến lúc đó là duy nhất ở Đàng Ngoài có cả nội thương và ngoại thương. Ngoài vị trí trung tâm trấn Sơn Nam, phố Hiến chủ yếu mang diện mạo của một đô thị kinh tế. Kết cấu của nó bao gồm một bến cảng sông, một tập hợp chợ, khu phường phố và hai thương điếm phương Tây là Hà Lan và Anh. Khu phường phố là khu định cư của người Việt và các kiều dân ngoại quốc, chủ yếu là người Hoa, sản xuất và buôn bán với tính chất cố định ở phố Hiến. Dựa theo các văn bia ở chùa Hiến dựng năm 1709 và chùa Chua dựng năm 1711, phố Hiến thời đó có khoảng 20 phường. Qua các bi ký có thể đọc được 13 phố và 32 tên cửa hiệu buôn bán như các Tân Thị, Tân Khai, Tiên Miếu, Hậu Trường. Phố Hiến mang những nhu cầu tâm linh văn hóa của nhiều cộng đồng người khác nhau, thể hiện qua những công trình kiến trúc. Nổi bật là các phong cách kiến trúc Việt Nam và phong cách kiến trúc Trung Hoa với sắc thái vùng Phúc Kiến, phía Nam Trung Quốc. Thấp thoáng có nhiều phong cách kiến trúc châu Âu như nhà thờ Gothic phố Hiến. Trong lịch sử, phố Hiến là một đô thị đa quốc tịch, trong đó nhiều nhất là người Việt và người Hoa. Những kiều dân ngoại quốc khác ở đây là Nhật, Xiêm La, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Anh, Pháp. Phần lớn người Việt cư ngụ ở phố Hiến là từ các địa phương khác đổ về sinh sống làm ăn, đó là một cộng đồng cư dân tứ xứ. Bên cạnh cộng đồng người Việt, đông đảo người Hoa đã đến cư trú tại phố Hiến. Địa điểm tụ cư đầu tiên của người Hoa ở phố Hiến là Hoa Dương, sau gộp thêm các xã Hoa Điền tức Lương Điền, Hoa Cái tức Phương Cái, hợp thành Tam Hoa. Các cửa hiệu của Hoa Kiều được tập trung ở phố Khách, phố Bắc Hòa, Nam Hòa. Nhiều nhà xây gạch ngói, họ xây dựng nhiều đình, đền, chùa, miếu, quảng hội, thờ các vị nhân thần người Trung Quốc như Quan Vân Trường, Dương Quý Phi, Lâm Tức Mặc. Khi việc buôn bán giữa phương Tây và phố Hiến sa sút thì các Hoa thương vẫn trụ lại, gần như nắm giữ độc quyền các hoạt động ngoại thương. Hiện nay, vẫn có tới 14 dòng họ Hoa Kiều sinh sống ở phố Hiến Hưng Yên. Trong cái thời Trung Cổ, chúng tôi thống kê được khoảng 15-17 cái điểm đô thị thôi. Trong khi ở các nơi người ta hàng trăm, hàng nghìn, thì chúng ta chỉ có thế thôi. Và phố Hiến là một. Như vậy, phố Hiến là cái sự đột phá, nhô lên trên cái biển mênh mông của nông thôn, nông nghiệp, nông dân ấy, và tạo ra một cái trong hiếm hoi những cái cù lao là đô thị để tạo ra những cái kiếp nổ, những cái đột phá để đẩy cái nền văn minh của đất nước vốn là một nền văn minh nông nghiệp bây giờ chuyển dần thành kinh tế hàng hóa, rồi thì văn minh công nghiệp vân vân như thế. Thì cái việc mà làm kiếp nổ để đẩy nền văn minh lên như thế đấy, và đẩy cả các thời đại nối nhau mà phát triển lên nữa ấy,
thì đấy là vai trò của đô thị. Phố Hiến cũng như rất nhiều các đô thị khác là được khai sinh, được ra đời, được tạo lập không phải chỉ bằng nội lực, bằng sức mạnh của nền kinh tế hàng hóa, mà nó được ra đời, được khai sinh bởi những thế lực cầm quyền. Trước khi đến Thăng Long thì vua Lê Chúa Trịnh đã đặt phố Hiến là cái tiền lồn. Đấy. Tất cả lái buôn phương Tây, kể cả lái buôn Trung Quốc muốn đến mua giao dịch với Việt Nam, với Thăng Long thì hãy đến phố Hiến đã, phải lập bản doanh ở phố Hiến đã, phải mở các cái thương điếm ở phố Hiến đã, rồi sau đó mới lên Thăng Long. Cho nên thấy bây giờ ở phố Hiến, ở Hưng Yên còn có những các cái di tích nữa của người Hà Lan, của người Nhật và của người Trung Quốc. Chúng ta thể biết là hiện nay ở ngay thành phố Hưng Yên của chúng ta đó, còn có những họ Tiết, họ Ôn là những dòng họ mà tổ tiên xưa là người Phúc Kiến sang đây, tức là chính Hưng Yên là một cái tiền đồn chở che, không phải là về quân sự nữa mà là về kinh tế và hơn thế là về chính trị. Phố Hiến từ là nơi tụ cư, một thị trấn phát triển thành một đô thị lớn vào thế kỷ 17 đã luôn mang trong mình tính nổi trội, đậm sắc thái kinh tế. Lúc đầu là các hoạt động buôn bán qua mạng lưới chợ, sau đó thương nghiệp ngày càng phát triển và trở thành hoạt động kinh tế mũi nhọn chủ yếu, đặc biệt là ngoại thương, do lợi thế là một bến sông, đầu mối của các tuyến giao thông vùng. Bước chuyển về chất trong đời sống kinh tế của phố Hiến là khi có sự tác động của một nhân tố chính trị vào nền tảng kinh tế đó, và hệ quả là sự chuyển dịch trọng tâm từ những yếu tố nội sinh sang những yếu tố ngoại sinh. Trước hết thì nó có những cái điều kiện tự nhiên, tức là đấy là một cái thành phố ven sông, và phố Hiến là một cái thành phố trải dọc theo sông Hồng khoảng 5 km từ Nễ Châu và ngược lên đến Đằng Châu với mấy nghìn nóc nhà. Và theo mô tả của lúc đó là gì? Là nhà ngói đấy, như là san sát như bát úp, và thuyền bè qua lại tấp nập đến nỗi mà muốn xuống sông cũng không có lỗi. Thì chứng tỏ rằng là thực sự mà qua các cái tranh ảnh của phương Tây họ vẽ thì ta cũng thấy rằng Phú Hiến thực sự là một cái nơi khá là phồn thịnh trong cái giai đoạn đó. Yếu tố thứ nhất là nó có sông Hồng. Yếu tố thứ hai là giai đoạn đó thì thời kỳ Lê Trịnh, đặc biệt là các chúa Trịnh thì rất cảnh giác với những cái ngoại kiều, và thậm chí có những cái quy định cấm ngoại kiều buôn bán ở kinh đô. Nhưng mà trước đây thì chỉ cho ở Vân Đồn, nhưng đến giai đoạn này thì lại cho sâu hơn, tức là cho đến Phố Hiến. Như vậy, Phố Hiến gắn liền với lịch sử phát triển ngoại thương ở Việt Nam thế kỷ 16-17, trong đó Thăng Long là yếu tố tác nhân đến sự phát triển và hưng thịnh của Phố Hiến. Hai đô thị song song tồn tại và phát triển trong một khoảng không gian không xa, được liên kết với nhau bởi nguồn hàng giao thương trên sông Hồng, từ kinh đô tới Phố Hiến và từ Phố Hiến tới kinh đô. Thời kỳ phồn thịnh nhất của phố Hiến là vào khoảng giữa thế kỷ 17. Sau đó là quá trình suy thoái diễn ra trong gần hai thế kỷ để cuối cùng trở thành tỉnh lỵ Hưng Yên. Biểu hiện rõ nhất của sự suy thoái phố Hiến là sự sa sút trong các hoạt động buôn bán với nước ngoài. Nó có rất nhiều nguyên nhân bề nổi thì nhiều người đã nói rồi. Cái sự chuyển dòng, bồi lấp của dòng sông Hồng. Đầu tiên, một yếu tố để cho phố Hiến ra đời và hưng khởi được ấy, là nó phải như là một đứa con khỏe mạnh ấy, bú được thật nhiều sức lực từ bầu vú của người mẹ, chính là dòng sông Cái này, dòng sông mẹ này. Bây giờ thì đến quãng thế kỷ 18-19, chúng ta được chứng kiến cái chuyện hoàn toàn không phải là ý người, ý dân, mà là ý trời, tức là bồi lấp
dòng sông Hồng dịch chuyển ra xa, và Phố Hiến trước kia nó ở ngay trên mé nước sông Hồng để cho thuyền bè rồi cả tàu thuyền nữa của đủ tất cả các nước phương Đông, phương Tây trước khi đến Thăng Long ấy, thì ghé vào đấy. Thì bây giờ đấy, muốn ghé các phương tiện giao thông vận tải đường thủy nữa, bây giờ ấy, không được nữa. Nó đã có cả một cái bãi sông mênh mông bây giờ đã ngăn cách cái bầu vú của dòng sữa mẹ là sông Cái, sông Hồng ấy với đứa con một thời đã rất mạnh khỏe của mẹ là cái Phố Hiến này, bây giờ thì xa mất rồi. Đấy là một cái nguyên nhân bề nổi, dễ nhận. Cái nguyên nhân thứ hai nữa là cũng nằm trong cái việc mà triều đình, các chính sách, các chủ trương của triều đình ấy, quyết định là ta sẽ đặt các cái trị sở, các cái trung tâm hành chính ở đâu. Thì nó có cái nguyên nhân thứ hai ấy, là mất vai trò hành chính đầu tàu của cái vị trí này. Cái thứ ba mới quan trọng hơn ấy, là chính cái sức sống của nền kinh tế hàng hóa vốn đã là nền tảng, thậm chí là điều kiện để cho sự ra đời, hình thành, phát triển Phố Hiến ấy, thì cái nền kinh tế hàng hóa của đất nước chúng ta vào thời Trung Cổ đấy, thì vốn là một cái nền kinh tế hàng hóa không mạnh lắm. Và vì nó không mạnh lắm cho nên nó chỉ đủ sức nuôi ở mỗi một miền một đô thị thôi. Cũng trong thế kỷ 18, nhiều biến động xã hội chính trị đã diễn ra tại địa bàn Phố Hiến. Năm 1730, đê Mạn Trù vỡ, dân của nhiều vùng ở Sơn Nam trở nên nghèo đói, phải tha phương cầu thực. Rồi sau đó là cuộc chiến giữa Tây Sơn và Chúa Trịnh. Sang đến thế kỷ 19, dưới triều Nguyễn, vai trò một đô thị kinh tế, một thương cảng quốc tế của Phố Hiến ngày nào giờ đây không còn nữa. Năm 1831, với cuộc cải cách của vua Minh Mạng, tỉnh Hưng Yên chính thức được thành lập. Phố Hiến không còn là hiện sở của Huyến Doanh và mất cả vai trò của một đô thị thương nghiệp, lại chịu nhiều sự tàn phá nặng nề của thiên nhiên. Song Phố Hiến Hưng Yên vẫn giữ được cái đẹp thiên nhiên và nhân tạo. Những bến đá, chùa chuông, đền mây, phố khách vẫn giữ được các vị trí đệ nhất phong quang và chờ đợi một sự hồi sinh đổi mới. Thưa quý vị và các bạn, những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình tạp chí văn hóa hôm nay của chúng tôi. Chương trình rất mong sẽ nhận được những ý kiến đóng góp của quý vị và các bạn. Mọi chi tiết xin được gửi về địa chỉ chương trình tạp chí văn hóa phòng khoa giáo giải trí Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, 164 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, hoặc thông qua hòm thư điện tử tạp chí văn hóa hitva@gmail.com. Xin kính chào và hẹn gặp lại.